Audio Jungle. Và mình cắt ra bớt cành thì nó tập trung, nó nuôi lại nuôi hoa, nuôi bông, cây nó cách thức hơn. Cái này trái nó đậu gió đó, vài trái nó được còn. Ủa, kêu nó cắt hết cái chùa đọt một lên mà nó thấy cũng bình thường nữa hả chú? Từ phía dưới này nó cắt. À, cái phía dưới này. Ừ. Này nó chưa biết làm, nó là tỉa cà phê, bảo nó tỉa sơ sơ, tỉa nó tỉa nhiều quá, tỉa nhiều quá luôn. Đọt kia là mình không có nên để. Cắt hết từ cái đọt non kia đi. Không, mình cắt thấp xuống luôn. Để chặt nữa con cắt vài cây cho chú, cắt một cây hai cây hướng dẫn cho mấy anh em sơ chú. Như cái này khó quá. Phải thoáng nhưng mà phải thoáng tùy theo cái thế của nó thoáng. Như cái dài thì nó cũng quá tên. Cái dài mình tại vì bơ mình là bơ lớn rồi, không còn tạo tán nữa. Nên mình cắt như dài thì mất hết là cành ho, cành cắt quá nhiều đúng không? Dạ. Đấy nhá, lưu nhá. Cắt như thế là quá nhiều đúng không? Tại vì giờ cái thời điểm này á, là cái thời điểm mình làm ho, làm trái cây mình đã đủ độ tuổi trưởng thành rồi. Mình không còn tạo tán nữa. Nên mình không có cắt như vậy. Cắt tạo tán thì mình sẽ cắt mạnh tay hơn. Cắt tạo tán về năm 2-3 tuổi trở đi là mình bắt đầu cắt tạo tán. Sau này khi cây trưởng thành như thế này là mình không có tạo nữa. Vế bên này ấy, là sắp dưới hồ nên đến đây là tỉa hết rồi, còn vế bên này chưa tỉa. Thôi tỉa cái bự luôn nha chú. Ừ. Thế bây giờ làm cho chú cái cây bự này vừa làm cây này với lại cây kia. Ừ. Làm một dọc ba cây này đi. Ừ. Nào mình ra nha. Anh bôi trong một cái này. Cứ tỉa hoàn chỉnh cho chú. Những cây nào phải tỉa như thế nào đấy là tỉa cho chú. Thì đọt ví dụ như cây của mình lớn, ví dụ mình trồng cái khoảng cách cỡ này thì mình không cần thiết phải để cho nó giác tán, nó cái rộp. Thì ra mình sẽ cắt bớt đọt đi. Đó. Mình cắt bớt đọt như vậy. Tương tự như đây cũng vậy. Đầu cây. Cái đầu cành cứ vươn lên đó. Mình sẽ cắt những cái đầu cành vượt lên. Với lại cành thấy không đủ khả năng làm con nữa. Lắm bỏ. Cái này là bị mọt đục cành. Mọt đục cành đúng không? Mọt đục cành. Cái này. Đây nè anh, chẳng hạn như mấy cành này nè, nó không còn khả năng nữa. Với lại mình đã có cành chủ rồi hả? Mình bấm bỏ đi. Cái mùa này bắt đầu cái mùa phát triển. Cứ sang cái mùa này là bắt đầu. Đó, cũng như vậy mình bỏ đi. Cứ cuối mùa mưa, đầu mùa nắng á là mọc đục cành phát triển. Đúng rồi. Anh cứ nhớ nha, những cái đầu mà vươn lên như thế này bỏ đi. Chắc đi là sẽ nó vươn ra, nó tán xuống ngoài ra bên kia. Các cái đầu cành. Đa phần cành tây các đầu cành như cành tây nhìn nhỏ như thế này này không đủ khả năng làm ho nữa thì mình mới bỏ nha. Đó, còn những cành này nó vẫn còn khả năng ra ho đầu trái, mình chừa không được lặt nha. Thì đó là kia này mình nhập gì hết mất khá nhiều. Còn cành như chẳng hạn như mấy cành vượt như thế này á, thường thường khả năng của nó rất ơ là ít đậu. Nên mình không cần thiết phải để bỏ luôn. Thành thẳng lên.
là mình để cành ngang làm cành vươn ra nha. Ở những cái đọt mà vượt lên như thế này mình cũng sẽ cắt để bỏ đi tất cả những cái này là chưa lại. Thì cháu vừa làm vừa hướng dẫn cho mấy anh rồi. Hai ví dụ như hai cành này ra song song mà gần quá nè, mình cũng bỏ bớt cái cành yếu đi, bỏ bớt cành yếu đi, tại vì hai cành nó đã ra cùng với nhau rồi. Cắt dài nhưng mà chọc nữa chú nhìn lại là cây mình nó không có bị thon giống như bên kia nha. Nó sẽ thon nhưng mà nó không thon giống như bên đó. Đây đọt đây tương tự, đọt đây mình cũng cắt đi. Nhưng mà cái nào cứ mọc vỏ nó chọc xuống lên trời chứ, để nói chung là để tạo ánh sáng cho cái thân nó nhiều hơn. Kia là cắt đi. Này bỏ bê mất được bộ xích không? Ừ đúng rồi. Phát bị mất đợt. Cây mà phát triển không có cân đối. Được nhìn cái cây của chú này thấy có được không? Cây dạy đạt nhưng mà ủ mất cái đợt bồ xích chích ngọn đơ mất. Đơ cây nó không có xanh mấy. Chúng ta chú bị anh nhớ nha, những cái cành mà em bấm cái này là những cái cành mình cảm thấy là rất ư là yếu. Nó có khả năng chết đi, với lại nó không có khả năng ra ho. Mà có ra ho nó cũng sẽ không đậu, nên mình sẽ bấm bỏ nha. Còn những cành đây là đậu này nha. Những cành này khả năng đậu chắc, nên mình chừa. Ở những cái đợt vượt lên thì bấm bỏ này. Tương tự như đợt vượt đây lên mình bấm bỏ này. Mình sẽ chừa để những cái cành này lại. Hai cái đọt kia là phải bấm nhưng để chập nữa để cho coi thử. Cái đó thì mình có cái cưa tay đó chú à, mình cột vô mình cột vô cái cưa mà cong á, cột vô mình cắt rất ư là dễ. Còn càng về ở trên ngọn đó này là để ý nha, sau này khi mình thu hoạch trái xong mình mới tỉa. Chứ thật ra những cái cành cây trên ngọn đó này là thường đậu nhiều hơn là những cái đầu kia. Đó, những cái cành cây nhỏ này mình không cần phải lật nha. Bắt đầu mà từ đây trở lên không cần lật nữa. Sau này khi mà nó ra trái đậu trái xong xuôi rồi, bắt đầu những cái nào mà không có trái mình bắt đầu tỉa. Chứ còn bây giờ là mình không cần tỉa. Mình chỉ tỉa những cái cành mà không cần tỉa thôi. Cây mình bây giờ cũng cao quá rồi, mình cũng không cần để đọt lên cao lắm chú ạ. Rồi. Cao quá thì sau này nó khó xử lý cho mình, đủ đủ mọi thứ đó. Chú bơ chú được cắt hết đọt rồi. À, cái bơm thuốc chú hỏi là bằng cái súng bơm bằng súng có sợ nó mạnh quá không? Không có mạnh nhưng mà bơm cái đấy là sợ không có tới chứ. Tới thì nó tới mà không được đều nữa. Tại vì nếu mà chú bỏ mấy vô cây tre, chú cột cây tre á, chú cho anh em bơm thì nó tiện hơn.
một xe viện Ecamat xuống đây. Ecamat xuống đây nhưng mà mấy người đấy thì cái cây mà chú tỉa trên kia kìa. Dạ. Người ta không hướng dẫn cụ thể, chỉ bảo là tỉa cưa nữa đi để như thế vẫn còn dày. Mà hướng dẫn như Dương như cháu như này thì là cái cành vượt lên cắt đi như này là mình đã thấy nó thoáng, mà cái thứ hai nữa là cái cành để nó ra trái là còn giữ lại được nhiều. Dạ còn giữ gì chú ạ? Cứ như chú tỉa như kia thì là có những cái cành nó ra trái mình tỉa mẽ đi hết. Đó, những cái cành đó, những cành ra trái chú tỉa đi hết. Với lại cây mình cao quá rồi mình không có cần thiết phải để cho nó cao nữa đâu chú. Trước chú đã cắt ngọn đi một lần rồi đấy, ở chỗ chân cháu đứng là dạ, chú cắt chừng nào là nó mở lên là nó phát triển 3-4 đọt lên nữa. Chú cắt một đọt thì sau này nó phát triển thành 3 đọt. Mình nói chung mình sẽ tạo cái tán cho nó nằm tầm thấp thôi, nó vừa xử lý cho mình đủ thứ hết. Chú chỉ cần cắt những cái đọt chính ra là cây mình nó sẽ tự thoáng. Nó thoáng ánh sáng nó sẽ chiếu xuống được cân đối cây. Còn mình để cái đọt vậy thì nó rất là nó rồi. Còn cành tây thì ở trên này là mình không cần tỉa nhiều nữa. Chỉ sơ sơ một vài cành nữa thôi. Tất cả để lại. Ở mấy anh nhớ nha, những cái cành mà yếu ớt quá không đủ khả năng nữa thì mình tỉa. Còn mình vẫn tỉa sau khi nó đậu trái xong xuôi rồi. Cành nào không có trái bắt đầu mình mới tỉa lại. Sau là những cái vết cắt của mình như xưa đã đây chú, nếu mà nó nứt chồi lên này có dê nuôi dê nữa. Dê phải lắm đấy.
chú tao nụ rồi đó. Giờ bắt đầu tao nụ rồi nè. Ừ. Đang có nụ rồi. Có cây ra gần hết luôn. Có cây là nó cây ra một nó nở luôn rồi. Rồi, cơ bản mình chỉ để vậy thôi. Do cái này cơ bản nó cũng đã thoát, bây giờ lá chiếm một cây rộng hơn nữa đi. Xuống khúc dưới có cái nào rộng xuống không? Xuống khúc dưới có cây rộng lắm. Đó, cơ bản là mình không có cắt cành tây như chú nha. Ừ. Còn là không cắt cành tây, mình chỉ cắt những cái đọt thôi. Anh đi xuống dưới luôn nè. Bây giờ cái đây mà chú tỉa cái đọt nữa là cây này không còn gì luôn. Cắt những cái đọt đi nữa là cái này không còn gì. Mà đọt này buộc phải tỉa chứ có. Dạ. Tại vì thường thường á, chú để ý những cái cây còn trái cho chị chú à. Đã cháu bây giờ cháu hộ chú cái cây này tỉa ấy rồi, nhưng cái đọt này bây giờ này thôi vẫn phải cắt đi. Còn bao nhiêu thì còn, nhưng bây giờ mình nỡ tỉa rồi. Nhiều tỉa kiểu vậy. Như hồi trước mình không tỉa thì cành này mình bóp đi. Ngày cành này nó song song với cành này. Không sao, cái này tỉa thì sau khi nó sau năm này nó lỡ rồi với năm sang năm thì nó sẽ phục hồi lại liền á. Nó sẽ đủ cành và đủ lá lại. Chú mới làm cái đây được 3 ngày rồi. Đấy hả? Dạ. Nằm dưới lên. Ủa chứ từ làm, cái điện con đợi hôm qua làm tiện hơn. Như cái cành đây là mình được nó tỉa hồi trước mình cắt luôn nha chú. Ừ. Do mình tỉa nó bây giờ cắt ra nó sẽ hơi thoáng, hơi trống. Ừ. Tại vì mình để những cái cành đây là nó ra nó vừa. Ừ. Thì cái đọt đây nếu thích thì để, không thích thì mình cắt sơ qua. Ừ. Rồi những cái cành đây nó sẽ vươn ra thành đọt lại. Ừ. Chưa đủ tán thôi, mình không có đọt. Mình không có lấy đọt làm gì hết, mình lấy cây, lấy ho thôi, không có lấy đọt. Đọt thì sau này mình lấy khi mình cưa phục khó, mình cài, có cải tạo á. Mình sẽ làm cái kiểu khác. Bây giờ xuống cái cây. Những cành này nó sẽ vượt thành đọt tiếp. Đa phần là những cành tây như thế này, chắc nó có trái chứ chị đúng không? Những cành này chỉ cắt đọt là được rồi. Cái này đậm nè chú à, đậm cái này cho chú nha. Ừ. Đó chú thấy không, trái nó nằm những cái cành, thấy chưa? Toàn bộ là những cành đó nha. Còn cái nào nữa không? Thì cũng giống như tương tự như mấy cây kia này, mình sẽ những cái đọt nó đi lên á, cho nó đi, những đọt vượt lên mình cho nó đi. Nhưng những cành này thì chắc cũng không cần phải để, vì nằm giữa thân mà yếu. Chìa. Chồng.
năm ngày nữa kết luôn cũng được. Anh trái nếu mà anh trái không đã rồi thì chắc. Cắt rằm chứ nhìn thấy tí nó khoáng. Nếu anh em làm chưa quen thì cứ trước tiên mình lên trên đầu đọt ha. Mình sẽ cắt dần xuống. Hiện giờ để em lên hướng dẫn nhằm anh là cắt trên đầu đọt trước. Những cành này nếu mình để thì vẫn được, nhưng mà thôi chắc đi cho nó nhìn cho đỡ ghê. Tí nó mua ra ngoài kia mua cái cưa nhưng mà nó tiện. Cưa mình tra cây tre vô. Cưa này gấp lại thôi. Mình đi làm gọn. Túi là nó gọn. Gọn ràng đúng không? Rồi để cái bộ xích nó chết nó hư hết nha. Nhìn cành. Cái đợt bị ấy là nó mưa nhiều quá. Mưa 3 tháng mưa, 4-3 tháng không ạ? Mưa xịt thuốc, căn tạnh mưa là xịt 3 tháng 10 ngày đó. Cái cành đó là cắt tới đó đi à? Tại vì anh biết sao không? Em cắt xong em hướng dẫn, em nói rằng chị thể không? Tại vì cái cành này nó còn nếu mà mình để lên thì cái cành này nó sẽ bị rộp cái cành này. Nên mình cắt cái này đi, để cho cái này nó phát triển ra, nó nuôi hay những cái cành này ra. Và trên đây nó sẽ còn những cành này nó phát triển ra nữa. Nhìn cái tàn cây để mình xử lý. Đợt đọt này nó chết hư quá đó. Xong rồi tí nữa chú hai anh em nên cắt để cho bên em chỉ. Nhìn cho kỹ xong rồi tí nữa nên làm thử cái này cho kỹ thuật người ta đứng dưới người ta thấy được chưa? Chưa được là tại sao chưa được mình làm mới chắc chứ không có. Đợi thành cầu đã kéo rồi, không chửi được rồi. Tí nữa Dương có khi để cho anh cái cưa này đi. Không được anh. Chú đi chú mua cái khác. Không được anh. Anh mất công chạy ngoài đường thì thiếu gì. Để em mua em gửi cái khác lên cho. Cái cưa này cưa đi làm em rồi. Anh em mua cái khác em gửi lên cho. Bây giờ không có cưa làm kiểu này. Có mấy anh nhìn thấy này nha. Trái này nha. Nằm những cái cành thấy không? Đó, đa phần nó nằm những cái đó. Nè, trái nó mới thái nữa. Có những cái cành này nè. Chứ nó ở trên đọt nó ít lắm. Thôi mình mới tỉ con nửa làm sao. Chỉ hết cái đám này mới ủ nè, đám mình đang lớn nè.
Bên đây lớn này. Năm nay trái nhiều mình tỉ bớt một tiết. Tùy theo thế cây mình làm chưa quen thì hơi đánh đo, nhưng mà mình làm quen rồi thì mình nhìn cái thế cây là mình xử lý được. Đưa cái ngọn này đi luôn rồi. Đó, cái ngọn giữa này. Đúng không? Cái này. Ừ. Cho nó đi luôn á. Đấy, tại vì nó ba chạc đấy mà. Đúng rồi, chạc kia không cần phải để gì. Cười này rồi, mình làm xong rồi bắt đầu mình đi ra. Ra ngoài mình đi kiểm tra lại một lần nữa, cái nào mình chưa xử lý thì mình biết làm chưa? Mình xử lý lại. Nãy trên cao không nhìn không có thấy rõ đi. Mấy cành này bò xít cái chích này anh à, là bấm bỏ luôn nha, à, không ra ho được nè. Đúng rồi, bỏ luôn đi. Nè đây nhá, đây nè, gặp những trường hợp này là ở đây nó phát hoa mà, nhưng mà nó xích ra đây rồi là mình làm mình thấy là mình cho đi, kể cả cái cành này nó có đẹp đẹp đi chăng nữa nó không có trái được. Có để mà ra ấy ra bông là nó đâu không phải là chi tiết thôi đó bác nhá. Đó. Thì vậy. À, những mình làm là những cái cành này này, mình thấy nó yếu ớt quá là mình bỏ này. Còn những cái cành khác vẫn chưa lại. Nó không cần sáng quá, nó chết rồi. Bỏ ngay chắc bỏ luôn. Đây này có thể cho đến đây được. Hết.
Đấy, như thế này là mắc ho à. Nó vẫn làm nhưng mà tỷ lệ đậu yếu. Xong rồi cái lá nó già, nó rụng rất là nhanh. Nếu còn đọt hay là đọt sẽ ra cái cơ lá nhỏ nữa. Bây giờ khó nữa. Anh mới xém trồng trên dây phải không anh? Ừ, trước trồng trên dây đó. Mới phá làm ra đó. Có mình cắt chủ yếu là bây giờ là mình sẽ cắt cái kiểu cắt đọt, cắt những cái đọt nhánh lên. Nhìn thoáng ra chứ đâu có mắc lá bao nhiêu đâu. Ừ. Đúng rồi. Đó mình tỉa ra thì không có mắc gì nhiều, chỉ cắt những cái đọt thôi. Ừ. Còn dàn cành tây rồi vẫn còn nguyên si hết. Có nhiều lá vẫn đủ cái đai mà bên ai mà cắt đọt ra là trống không mà lại rất là nhiều. Đây thử cảnh như đây. Đây đâu có cắt đâu. Bây giờ mà cắt đòn ở bên đây là còn khoáng nữa. Ờ, cắt đọt thì bên này thoáng nữa. Mà buộc phải cắt thôi. Mà buộc phải cắt. Không phải cắt thôi. Trước sau cũng phải cắt. Nhưng mà có khả năng mình cắt lại. Ví dụ như mình ăn thì bây giờ mình cắt ít thôi, mình cắt ngắn thôi. Mình cắt sơ thôi, không còn cắt mạnh như bên kia. Thì nó nỡ rồi. Nỡ rồi như vậy. Để anh lên xử lý cắt lại cho mình. Những cành đây này, nó anh chắc là không cần không có để thêm những cành này nữa. Nó không để đây chứ. Tại vì cái này chú biết sao không? Chú làm hơi muộn. Nếu mình làm sớm anh, những cành tây này nó rất là mọc ở trong đây này, rất là mọc. Những cái đầu đọt mình cắt đi, thì nó tập trung dinh dưỡng nuôi những cành tây còn lại, thì nó sẽ mọc cành ra, thì cây mình nó vẫn rậm rạp. Còn đằng này thì mình cứ để đọt đi thì nó nuôi đọt, thì trong những cành này nó sẽ không có dinh dưỡng, không có ánh sáng thì tự chết đi. Ở trên nhà còn cái cưa nhé, còn cái cưa giống hôm qua mưa đấy. Cái cưa hay đem đến thấy cái này thì rất vườn ạ. Còn cái nữa, tí nữa mấy mấy rời cái. Thì cứ cưa tạm như đấy, mai mua cái cưa mấy cho nó bén. Ở đây nó không có cưa gấp thì lấy cưa kia cũng được. Dạ, thì anh mua từ đấy em gửi đó lên cho. Sáng mai em bán em gửi cho, còn cưa này em đi làm á, mua cái này cho anh. Chiều anh về chỗ đại lý kia mà nếu nó có loại cưa gấp như này thì anh cũng điện lên. Dạ. Cho chú. Dạ. Có gì anh cứ điện báo em. Ừ. Sáng gửi xe chưa nhận được liền mà. Bác có để lại thì bác đùa có để lại. Không, đây, bảo để đây cũng bảo sau phải đi cắt mà. Chứ không phải là mình để. Cái đấy sợ anh em chưa biết làm ấy. Thế là bảo tôi cứ tỉa những cái cành ấy đi rồi cái kia cắt sau. Tại vì cái thời kỳ này là cái thời kỳ nó làm ho chứ không còn phải là giai trong giai đoạn mình tạo tán nữa, mà có tạo tán mình cũng sẽ cắt tương tự như vậy, nhưng mà cành tây mình sẽ cắt bỏ đi, cành rộp cành tây mình sẽ cắt bỏ đi. Cây như thế này mà nếu mà mình ví dụ như mình làm được đúng bài bản, mình để với cái tầm gốc này thì để được khoảng tạ đâu lại thôi, đừng để nhiều, nhiều nó mất sức cây, sức mà trái nó nhỏ đúng không, trái nhỏ mình để theo năm, mỗi năm mình lên một lần, một năm mình lên 10 kg 20 kg tùy tán nữa.
để nhiều quá là năm này rất sai, trái nhỏ nhưng sang năm là cây đơ mất, không kịp thời gian để phục hồi nữa. Như đá bên kia để nhiều được, đá bên này là để nhiều được. Tay cầm luôn. Nhìn cho nó cân đối cái cây. Nhìn coi thứ đến chỗ nào là nó vừa tầm đều cái cây hơn. Chứ không mình đứng mình cưa, nếu mình chưa quen mình cưa thấy thì không tròn cái tán. Tạo ra cái tán nó tròn nữa. Bỏ như hồi sen á. Ánh sáng nó phân bố đều hơn. Các anh cứ hình dung nè, cành này nó đã lên đỉnh rồi. Mình thấy một đống nữa, anh nhìn cây vẫn đỏ. Mình sẽ xử lý luôn. Tháng những cây mọc. Đó, cành này nó ra. Cành kia nó ra, cành này nó ra. Nếu mà anh để luôn cành kia cứ dính lên là cành này, sau này mình sẽ cưa bỏ đi. To được đúng không? Dạ, mình sẽ cưa trước sau, nếu mà mình để im cành này sang năm mình sẽ cưa bỏ. Nè em số 4 ngày đó. Cành này tiện nhanh à. Dạ. Đúng rồi, nó che mất cành trên rồi. Mà hàng cây đây cũng đỡ, tỉa xong mà nó cứ vẫn làm ho được. Chứ không có mất đi nhiều. Anh cứ để nha, cành này nó lên thì cành này không ra được nữa, che mất cành này. Rồi cơ bản